là cầu nghịch. Đấy, cuối cùng thì chúng ta có cầu nào? Thì bây giờ anh em sẽ check cầu thuận và nghịch trước. Nhiều anh em hỏi mình tính cái điểm phiên như nào. Ở phía này chúng ta ra làm con chẵn nhá. 5 điểm mà ra làm con chẵn này, cầu hiện tại đang đi theo chúng là cầu nghịch. Cái điểm phiên đấy, nếu mà anh em thấy một con đỏ nhá thì nó sẽ được tính là 1 điểm. Còn một con trắng ấy sẽ là 2 điểm. Ok chưa? Rất là đơn giản nhá. Ở phía này chúng ta